Ok, hello chào các bạn. Mình Thanh Bao Lùng. Chào mừng các bạn đến với channel vlog của Hùng Kaka Cuộc Sống Châu Phi. Thì hôm nay mình có review thì trong nông trại. Thì hôm nay mình cũng hôm nay là ngày cuối tuần thì mình cũng mua đồ ăn vô cho các anh em trong nông trại đấy. Thì có cà chua, cá. Đấy là có gạo các bạn. Gạo. Nước mắm mì chính. Đó. Thì hôm nay mình cũng nấu anh em cùng nấu ăn như thường ngày, là mình cùng mua thay đổi hàng ngày. Thì ngày thì bữa thì gạo, bữa thì mặt xá, bữa thì cùng ngô các bạn ạ. Đấy, thì hôm nay mình xuống dưới này cái coi anh em đang làm gì này. Các anh đang làm gì này đấy. Hôm nay thứ bảy nhưng mà hôm nay cũng thứ bảy đây, cùng ngày cuối tuần đây, cùng mấy anh cùng đi lề đi nhà thơ hết. Thì con hôm nay đi có 6 anh, 7 anh. Thì hôm giờ cũng đến giờ nghỉ trưa, các anh nên đến để vô nấu cơm này. Đấy, các anh đang làm đấy. Hôm qua là sảy rồi. Sảy cỏ đây, sảy kiệt rồi. Hôm nay các anh đang sẵn giòn để chuyển tiếp tục công việc thứ hai các bạn. Bon dia. Dạ. Tu luôn đấy. Dạ. Đấy, mấy anh là giờ đang sẵn giòn cỏ ngô vô. Hôm qua các anh sảy đấy. Thì hôm nay thì đấy, bỏ ra hết ra ngoài xong để hôm sau nặng để đốt. Đấy. Thì đấy là công việc ngày mai. À, công việc để đến thứ hai các bạn. Công việc hôm nay chỉ có sẵn giòn thôi. Tao không? Tudo você di ficar batalhar, né? Hoje eu vou cozinhar e que arroz com peixe com carne, né? Tudo você souber, eu cozinhar um bocado, né? Já, tá bem. Đấy, các anh đang chuẩn bị củi đi đâu đấy, củi lửa đấy đó. Mình cũng vô, mình cũng cho mấy anh làm, mình cũng làm phụ mấy anh buổi trưa. Thì ngày chủ nhật, ngày thì cuối tuần thứ bảy, ngày thứ bảy thì mình cũng rảnh rồi. Có gạo đấy, mua gạo ăn đổi ăn thay đổi thương hàng ngày các bạn. Cá đây này, đúng là cá kia các bạn, cá chua. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Đấy, chứ nó phải vó gạo các bạn. Você vai levar água. Ajudar eu tirar a couve. Eu cozinhar e comida vietnamita dá você comer. Tudo você comer. Sim, sim. Eu nunca vi que o chef Paulo também cozinha a comida da Vietnã. Mas hoje, assim,
quero saber que a nós para aprovar a comida do Vietnamita. A comida do São Paulo. Ah. Sim, sim. Vai. Assim vamos tirar aqui, né? Ah, tirar aqui. Isso, sim, chefe. Ok. É, chefe Paulo, hoje vai cozinhar a comida. E assim já vai cozinhar. É. Sim. Daí o cabana, né? Giữ chuột nha mình nha. Đấy. Tia kìa. Tia kìa. Đấy. Giữ chuột đấy. Ok. Đấy. Cháu trong trong nhà thì không khí mới thiệu được. Mình cùng mua đồ ăn thôi chứ mà mình cùng làm những món rau món nôm Việt Nam nữa. Đấy, cho các anh ăn kem buổi trưa các bạn đấy. Tao cũng xem đấy sao vậy thì là vắng vai đi dù thì là vắng đấy. Các bạn, mua quỷ hôm nay cũng là nhiều đấy các bạn. Hôm nay có bữa ra này. Đấy, bữa hôm nay là ra trái đấy các bạn. Đấy, bữa đấy. Bữa hôm nay ra quả rất là nhiều đấy các bạn. Đấy, này, quả từ gốc thì ngon luôn này. Gió này này. Quả từ gốc thì ngon luôn. Bầu mũi đẹp luôn. Sao đây các bạn, ông sẽ đi ai đây ông vay thì ra phát cảnh. Đấy, dưa chuột này các bạn. Những quả dưa chuột đấy. Nó phát cao từ. Phát cao từ. Mai lê vào đi phát cả ô tử. Phát cả. Đấy. Đây là sao? Đây là lá. Hôm nay mình vô làm món làm nồm dưa chuột đấy các bạn. Món nồm dưa chuột cũng để thiệu rau thơm các bạn. Rau thơm này. Rau quế nha các bạn. Rau cô ta su, ba su. Rồi, xếp vào. Xếp vào. Đấy, có rau mùi rồi các bạn nha. Mình phải bỏ tỉ rau mùi cho nó thơm các bạn. Ba số bôi cô gì nhá, nè, yêu phi cá đi gì ra đi ra kì,
dưa chuột này. Đấy. Dưa này chắc là mọi người cũng gọi bùng rồi đấy. Thì mình cũng làm cho mọi người món ăn rau riêng trong nông trại ăn thêm hàng ngày đó. Còn đồ ăn hàng ngày thì bữa thì mình cũng mua gạo các bạn, bữa thì mua bột ngô, bữa thì mua mì ý. Đấy, thì mình cũng thay đổi hàng ngày cho các anh. Rồi là bữa thì cá, bữa thì thịt, bữa thì có đuôi gà các bạn. Đấy. Súp. Cũng có bò một ít tỏi. Ớt thì mình cũng giảm cho nhiều các bạn. Người ăn được người. Anh ăn được anh không các bạn. Đấy. Cùng mình bỏ một ít lá chanh cho nó thơm. Rau thì đấy. Thì trong nhà vườn từ cỏ mà. Đấy, cỏ rau thơm đầy đủ các bạn. Đấy. Gồm có gà đậu phộng các bạn. Đấy. Lạc nha các bạn. Đấy, mình đổ cho lạc vào này. Cho lạc vào. Đấy. Đấy là chánh nha các bạn. Đấy, mình rưới đều lên. Đấy. Bỏ đều lên. Đấy, mình làm thì mình thử cái coi nó là vừa chưa. Thì người ta hay nói là rau thủ khó mà nói nha bếp các bạn này. Đấy, cho thêm tí tiêu các bạn cho nó có mùi vị. Đấy. Đấy, món nồm của mình cũng đang xong rồi các bạn. Cho mình như để đi lại quay cơm với cả đã gần được chứ để gọi anh em lên ăn cơm không cùng trưa đây. Sao gần được đấy. Đấy, cơm bên đây là có cả rồi, cơm này bạc các bạn. Đấy. Thì hàng ngày thì mình thay đổi đấy, bữa cơm, bữa đi phui, bữa đi mạt xá cùng các bạn, cùng mì ý đấy. Đấy, thức ăn thì cùng mình bữa cá, bữa thịt gà, thì bữa thịt lợn thế thôi. Thì cũng như anh em mình ăn hàng ngày thôi. Đấy. Ma đủ, vô sẽ ajuda dizer aqui. Já tá bom. Sim, sim. Đấy, bây sĩ đấy, cả cũng đi đâu đủ đấy, cả cũng là sống mà cơm cũng là chị nữa các bạn. Đấy, chứ để mình gọi anh em lên ăn cơm cùng trưa đây. Đấy, đấy mình gọi anh cả anh em lên ăn cơm. Đấy, mọi người làm trưa thì cũng mệt rồi cả. Thì hôm nay thứ bảy thì anh đi cùng đi nhà thơ thì anh đi lề. Đây là cùng hôm nay là cùng có được có bảy anh đi. Bình thường thì 13 người các bạn, 13 anh. Hôm nay cũng hơi
hôm nay mấy anh nghỉ đi lề cả. Thì bên này thì thứ bảy chủ nhật thì thường thường thì mấy anh cũng ở bên công giáo đó, thì họ cũng nghỉ đi nhà thơ, đưa vợ con đi nhà thơ đấy. Còn những anh, những mấy anh đi còn không nhà thơ, không đi nhà thơ thì cả anh đi làm thứ bảy đấy. À, ngay đi được có mấy anh thứ bảy đi nhận tiền làm mua tủ cuối anh ấy eo đi số đi sao ba đủ tu đủ đi sao ba đủ eo có gì nhá đã tu đủ sẽ cùng mẹ số số đi sao ba đủ đi tánh tem bu nè thì giờ có gì nhá ta bên số đi cùng mẹ vay ca già mua tủ xe đủ ta bên. Đấy, thôi thì chúng để vô bội bơi cơm cho mọi người. Đấy, bơi cơm cho mọi người đi. Có cá có kiếp đấy. Đấy, tôi đưa vô xe xem thật. Số cái tánh là rốt nè, cái kêu cô mẹ mai thì ra thì là mai đấy. Này, mọi người là mồi địa, mồi con cá bạc ngang các bạn. Này, cái ní như của mà ở nhà này là không lấy vợ đi ăn con cá bạc ngang cho nó sướng đấy. Thì đấy, thì món ăn hàng ngày thì của mấy anh ấy thế này thôi. Thì cũng có thì hôm nay thì mình cũng lấy một dế chuột, lấy dế chuột để làm này món ăn thêm cho mọi người các bạn đấy. Dế chuột này, đấy. Có dế chuột đấy. Đây, gì là kì? Rồi mà về được. Cúi lại kì. Mọi người cứ hỏi mình làm món là ăn thế nào đấy. Đấy. À, chúc bé ra. Cô đang về cùng mình. Đấy, đây là mai về liền. Ta về cùng liền. Sẽ là bạn Lima cùng liền. Đấy. Đấy, mình làm rất là nhiều các bạn. Đấy, anh nào ăn thì cứ lấy thêm các bạn. Đấy. Này. Boa comida. Dạ. Mình cũng giảm bỏ nhiều từ anh ăn được anh không các bạn. Đấy. Obrigado. Não, tá com já. Comer bem hoje. Tá do lá. Né. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Pha là cùng pho chứ. Mời các bạn ăn. Mời các bạn ăn. Rồi ok. Cô mẹ kì cùi.
Mới tôi cuối ăn đi. Cuối ăn nào. Cuối ăn đi. 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 Tôi đủ hồ sơ để phải cá cùng em nè, so Việt Nam đi ta nè. So the boy, eu sabe comida. Ok, eu cozinha, so da tudo você comer. So dia outro dia nè. So the do, so the domingo e sábado. Eu sou de tem tempo. Eu de comprar comida, da tudo você comer. So tudo dia de, eu já comer da base. So de arroz. Sorry, fuba, né? Outro é outro troca. Já vem, já vem. 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 Já vem, já muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito. Já pepa. Né? Ah, tá. Carinho, né? Mình cùng làm món ăn thêm thôi, cùng theo kiểu làm món món ăn Việt Nam cho các anh thưởng thức. Nè. Nè nè. Tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Tu đủ giá của mẹ giá nè. Eu cozinha só tudo você comer cuia não fala só. Cuia né? Sim. É pela primeira vez. Nós provar aqui. Sim. E o boss cozinha muito. Obrigado. Obrigado por você. Tratamento do boss. Ok. Obrigado. Até no meu prato tu acabei lá. Nosso chefe falou que cozinhou um prato que cozinhou mais, que até agora estou bem repleto. Acabei tudo isso mesmo. Acabei lá toda a comida que está. O chefe falou que me deu. Obrigado. Đây mọi người, mình cùng làm nấu mà cả anh là ăn cùng hết rồi. Đấy, cũng có mạnh gì nữa đâu. Đấy. Đấy thì mời anh cũng rất thích cái món nộm Việt Nam của mình. Các anh ăn xong rồi thì cũng để cho các anh về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa nghỉ ngơi. Thì đây, thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Thì thấy video này hay thì cho mình một like và một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh của anh Hùng KK Vlog Cuộc Sống Ở Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Đấy. Ôi dư nè. Ôi dư. Vậy ca ra bài nha. Nè. Số đi bà đinh ca cùng nghề cùng bù lì cùng phi lưu nè. Chào bình. Chào bình. Chào bình. Chào bình. Chào bình.